không có bị lật lần nào chưa bà? Không, ngồi vững á. Mới làm bè nhỏ thêm hai bữa gai kìa. Đó, hai ngày nay cái bè đi lật đó. Bè đã bước đi lật, nó này không có lật. Đây là một cái phương tiện di chuyển duy nhất của gia đình bà ở trên cái khu vực chợ nổi này hay không? Nó chửi nó giờ nó nè. Nó mới chửi nó kìa. Đang chửi bà hả? Đang chửi nè. Lúc nãy chắc có lẽ là mình đang quay tụi này ở ngoài này thì chắc là bị đâm bị chửi. Thôi bà, bây giờ mình qua ghe của ông nha. Chút, anh có khi nào anh lên làm luôn mình không? Anh Phong, sợ quá. Đi qua đây. Chưa. Mình sợ quá, cô bác của anh chị. Sợ anh. Anh ơi, đánh. Sợ anh lên, anh lên. Mất âm thanh này. Chị bệnh mấy trăm ngàn. Anh bắt chơi game à? Chị bệnh mấy trăm ngàn, tiền thuốc không đâu. Đóng muốn chết luôn. anh tí đang rất là lo lắng, mấy chị ở đây ngồi nè. Phong ơi, chắc là mình mua nhanh đi. Rồi bây giờ mình qua gặp cô này cái để cô này đi nè. Không có đi đâu, qua gặp đi rồi một lát mình lại bè ổn. Dạ. Nếu mà một mình con ngồi lên thì chắc vẫn đi được đúng không? Cho em tụi con đi với. Bà năm nay bao nhiêu rồi? 64 tuổi. Bà sống với ai? Sống với con thằng Bình, nó năm nay 29 tuổi rồi. Ổng đi bán vé số. Dạ. Ông này bán cái số là ông năm nay bao nhiêu tuổi bà? Dạ. 60. Ông 60, dạ. Bà 64. Dạ. Thôi bây giờ ông đi bán cái số. Cắn cái này cái gì vậy? Dạ không sao bà. Thôi bây giờ anh Tiến chắc có lẽ là để hiểu thêm về cái cuộc sống mà di chuyển trên ghe của bà đó. Dạ. Thì hai anh em mình sẽ lên đi cùng sức bè của bà. Anh có đồng ý không? Ok. Rồi mắt đưa lại đây. Nhưng mà đi hai ghe đi được không bà? Hai người đi được không? Bây giờ thì kêu bên Phong có làm gì bên kia nữa không? Thôi bây giờ kêu chiếc xuồng này nó tiện đi để lắc chăng sao này. Là những cái phần này nè, sốt này là bà đi vớt. Người ta kêu mua, bà mua đi vớt. Có cái đi kiếm cột bà được mấy tháng nay đi đó. Nhà bà ở đâu? Ở Đằng Đẵng á. Vậy là bà di chuyển từ đằng kia lại đây bằng chiếc xuồng này. Dạ. Và cái chiếc xuồng này là bà để đi nhặt đồ mua đồ, về mua đồ về ăn. Đi lại đây mua nước đá, mua là đồ. Bà hàng ngày bà có làm gì không bà? Không, bây giờ sống với con bệnh hoạn. Đi không muốn nổi nó là con bà bị bệnh. Dạ. U não đúng không? Dạ. Ông thì bán vé số. Dạ. Thì bà ở nhà là nuôi con. Dạ nuôi con thì mà có đủ sống không bà? Thì đủ, thiếu gì cũng lăn lóc nó cũng qua. Bao nhiêu tuổi rồi bà? 60. Còn bà là 74. 64. Bà 64, ông 60. Dạ. Nuôi một người con tâm thần. Thì u não. Dạ u não. Thôi thì bây giờ bà cho tụi nói con lên đây nó nha. Nó không chịu, nó bệnh đó. Là sao mà? Nó bệnh nó không chịu. Có nghĩa là giờ con về nhà bà. Con bà không chịu quá hay sao? Hả? Giờ ví dụ con về nhà bà thì con về nhà bà được không? Chịu mà cậu nói làm sao lên ghe tôi. Cậu nói cậu đi Bây giờ tụi con về nhà bà để thăm cái anh mà bị bệnh á. Đừng có nói bệnh. Có nghĩa là nói bệnh thì thôi. Không chịu, nói ghé thăm thôi. Ghé chơi thăm, ghé nha. Chơi. Có nghĩa là người con của bà đó thì nói bị bệnh, thì nói bị bệnh thì không chịu là bị đánh. Bị đánh. Là lùa bên con đánh hả? Đừng có nói bệnh. Thôi bây giờ dạ. Ghé thăm em chơi. Nó cứ nói là ghé thăm anh chơi thôi. Cho lên chơi không nha. Để không cho nó quýnh mất tử khổ lắm. Đánh mất tử. Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi bà? Nó không chịu mình nói chuyện với ai chơi, nó nói mình nói chuyện với người ta là nghĩ nói nó bệnh không à, nó xấu. Bởi nó không cho mình nói chuyện. Đại nhớ năm nay bao nhiêu tuổi bà? Năm nay 29 rồi. Chắc có lẽ là hai anh em mình leo lên đây đi cùng bà. Em chịu đi. Nói đi chơi nha. Dạ. Để bà đi trước đi, để cho bà đi trước. Không, em sẽ đi theo cùng bà luôn. Ai người được. Cái nghe này chở xuồng này tự nhiên hơn à anh. Đâu có chạy. Không đi không? Đây bác tử nó ấy rồi. Tôi chạy theo. Yeah. Chắc có lẽ là để hiểu thêm về cái cuộc sống của bà và cái phương tiện di chuyển của bà như thế nào. Khoan, để tôi lấy nước đá kìa. Thì mình với bạn Phong sẽ đi cùng với một cái chiếc bè tự chế như thế này. Ngồi đây. Thật ra thì đây là những cái miếng xốp mà bà nhặt được đó Phong. Bây giờ em bước lên ở giữa nghe sao Phong, này nó khác xuồng nha. Thưa nước đá này. Cảm giác này hai anh em nó phiêu lắm. Nó à, em cảm giác như thế nào, nó có cảm thấy an toàn khi mà ngồi trên đây không? Không? Lắc lư quá anh ơi. Lắc lư. Em đang đá nha. Cuốn sách của em mà nó rớt. Rồi hai bạn luôn đi. Không sao nè, có cái dầm nè. Có để đi.
đẩy cái bà đi ra rồi bắt thử nó ruột chạy đánh bóng kẹp. Anh cứ leo lên đi cho bà đi ghe, ba anh em mình đi thử chiếc này. Thôi. Bây giờ cháu nói với ông vậy nè. Đừng có nói bệnh. Bao bệnh hết ở đây. Dạ cho bà đi ghe đó đi hai anh em. Ta đi chung đi bên cái bè đó. À. Bà về trước xong rồi mình tới mình nói là đừng nói bị bệnh nha. Đừng nói bệnh. Mình nói là tới thăm anh thôi. Chứ mình nói bị bệnh là có kêu lên là anh như quấn á. Bà đánh á. Ừ, nó bệnh tâm thần. Anh Trí ở đây là cái cục quay mà em với Phong mạo hiểm nhất. Thứ nhất là gặp cái lại đừng cái có nói bệnh gì hết trơn của mình đó nha trời quýnh thì chết có bọt không nằm có bọt nhỏ có bọt cái này mới thật là đây. Mới thật là lên trên ghe nè trên bè nè Phong chứ đi xuồng này nó bình thường quá rồi. Cảm giác có sợ không mình Phong? Không biết bơi không? Biết chứ. Mình hồ biết bơi không? Biết anh. Thật ra thì em với Phong đều biết bơi hết. Chắc có lẽ nhà cái nhà mà xóm đằng kia là nhà của bà đó. Tại nó uống nó nóng tụi mình nó uống hoài à. Nó không có nước đá sách nó phụ bà sách phụ bà cái. Anh Trí truyền anh truyền phụ bà cho mấy bé cái bà lên cái bà lên kia đi đưa con đưa lên qua nha. Được rồi để tôi bỏ luôn đây bà rồi ba người rồi kia rồi mình đi luôn chú ơi mình đi luôn đi chú. Kính chào cô bác quý anh chị, thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi đang có mặt ở trên một cái chiếc bè có 102 do bà ở đây tự nhặt những cái vật nổi đang thành một cái chiếc bè như thế này, và mình với lại em Phong Bụi sẽ được bà bơi cái chiếc bè nổi này để thăm về cái hoàn cảnh của bà. Thì theo chia sẻ của bà thì bà có một cái người con hiện nay năm nay 29 tuổi và bị bệnh tâm thần. Bà với ông thì ông được bán số, bà thì chỉ giữ anh thôi. Và để hiểu thêm về cái câu chuyện này chắc có lẽ là Bùi Hồ cùng với em Phong mời cô bác quý anh chị cùng đến cái nơi bà sinh sống để mà hiểu thêm về cái cuộc sống của bà. Bà là người Campuchia luôn hả bà hả? Người Việt Nam. Người Việt Nam, Việt Kiều Campuchia luôn hả? Không có Việt Kiều ở đây. Ở đây không có Việt Kiều. Dạ. Tại sao bà lại suy nghĩ ra chiếc bè nó lạ như thế này? Ông xã tôi, ông Mằng đó, ông thấy mà mấy cái người xuống đây trên Campuchia sống đó. Dạ. Cái hồi đó không có biết. Rồi cái mấy bắt trước, mấy người kết bè đi phao nổi này nè. Rồi làm bè, người ta không có xuồng đi đó. Cái bắt trước làm theo mấy ông mà trên bờ nhà nước đó, mấy ông kêu kiếm mua đi rồi mấy ông cho tiền mà bây giờ không có mua được chứ. Rồi cái mới làm đi nè đó, bây giờ xuồng không có nữa. Nó có bị lật lần nào chưa bà? Không, ngồi vững á. Cái này vững, còn cái bè nhỏ mới mặn. Quay cho mọi người thấy được cái gì? Mới mặn. Mình thấy ở đây có cái bè nhỏ cái nhà đi nó lật nha. Dạ. Đặng cho mình bơi cho nó nhẹ đi lên bờ mất cạn đẩy xuống mới được. Chứ cái này nó nặng quá à. Nó vướng lên duy trì rồi đó. Mới làm bè nhỏ nó thêm hai bữa gai kìa. Đó, hai ngày nay cái bè đi lật đó. Bè đã bước lên lật nó này không có lật. Đây là một cái phương tiện di chuyển duy nhất của gia đình bà ở trên cái khu vực chợ nổi này hay không? À, đúng rồi dạ. Đến nỗi nghèo, đến khó khăn đến nỗi mà ngay cả một cái chiếc ghe đơn giản thôi cũng vẫn không có tiền mua. Dạ. Và mình với lại Phong đều nhận thấy là ở khu vực nhà bè như thế này. Dạ. Họ không có đang họ không có làm phần nổi bằng cái thùng phi mà dạ. Lại làm bằng những cái thùng xốp như thế. Dạ. Cái thứ nhất là tiết kiệm được những cái chi phí đó không? Dạ. Thứ hai là họ có thể thay dễ dàng hơn. Nhưng mà về độ an toàn thì nó không cao bằng cái những cái thùng phi ha. Dạ. Anh cũng không ngờ là giữa một cái đô thị nó phồn hoa như thế này mà sợ mắc nợ rồi. Ngay tại thời điểm này giống như anh em mình lạc vào giữa một cái vùng biển hồ mà Campuchia mà em đã từng đi đúng không? Có đau bệnh thì hàng xóm này kia người ta lên bờ người ta giúp người ta cho đau bệnh nặng đi cấp cứu rồi đó con tôi đó. Cái ghe nào là cái ghe của bà? Ghe lớn này đúng không? Cái ghe đó đó, nhưng mà nó nước không à. Vậy nó không có lành kính được. Ở nước lường rồi. Cũng trời mưa thì trời nắng lâu tát ít, trời mưa thêm tát nhiều. Ta thấy vậy đó. À, chiếc bè của bà là chiếc bè nào bà? Được làm xong không ạ. Bà chiếc ghe nào bà? Đây nè. À ghe bự đó ha. Ủa còn chiếc ghe bên đây bà? Còn chiếc ghe đó chiếc xuồng. Tí nữa thì tụi mình dạ. Khi mà bà. Trời ông ở cho nó ở giọng nó quậy. Nó không có lỡ
chung được. À đây là ghe của ông. Ông đi bằng về ông nghỉ. Ông nghỉ ở bên đây còn tôi với ông hai vợ chồng chứ không có riêng. À. Như vậy đó cậu ơi. Có nghĩa là có ông thì anh chi anh con của bà quậy không nghỉ được. Trời ơi, về ngủ được. Nó quậy rồi mà thức mà không có được. Anh không có ngủ được. Anh bị tâm thần thì anh có làm gì không? Anh không được nói hai từ. Thôi thì bà chắc có lẽ là anh em ghé vào nhà để thăm khám phá cái nhà bà nha. À, chắc có lẽ là anh em mình sẽ khám phá một cái nhà này xong qua bên đây khám phá cái nhà bên đây là nhà của ông ở luôn nè. Rồi bà đi nhặt mũ ve chai để bán đồng nát hả anh Hồ? Dạ, kiếm tiền mua nước đá đồ thêm. Nước đá thêm. Đây, nước đá rồi. Ở đây mua nước đá rồi vừa uống giải khát mà làm cái nước để mình uống hàng ngày luôn nè. Tại vì nước ngọt là một cái thứ rất là quý đối với bà con sống trên sườn ghe. Có một điều mà khi anh em mình bà căn nhận anh em mình đến đây đó là phải hết sức là nói thầm chơi đây không sao đâu cho tôi lên thử bà cứ lên bình thường 29 tỷ gom đó đi đây là những cái miếng sốt mà bà nhặt về bà neo ở đây à, mới làm hai ngày nay mà cái này đi một mình là đi hai người không được nữa đủ số lượng. Ồ cái này là bà đi luôn á hả? Ừ đi luôn đặng mà đi chợ bơi vô trong chổng á tuốt đường chổng á rồi đi lên bờ mua đồ ăn. Trời neo chưa nó khó cực lắm vậy đó chứ bơi xuồng này nó nặng à, bơi xuồng nhẹ. Rồi bây giờ bà sẽ đi lên nhà cất nước đá à. Bà sẽ dạy chở tụi mình đi dạo dạo một vòng. Chắc là tụi mình sẽ nhờ bà dẫn tụi mình đi trước á. Rồi anh em mình sẽ lên sau. Có điều đặc biệt ở đây là một cái chiếc xuồng nhỏ của bà. Cậu ơi, bơi ra ngoài sông không có nổi đâu. Nhờ chiếc đò này nè, chạy đi. Chứ tôi bơi ra ngoài sông nước chảy bơi. Cái bè nó nặng nước lắm. Không có nổi. Bơi không có nổi đâu. Cái chiếc ghe này là được bao nhiêu năm rồi hả bà ha? Cái này hả? Chiếc ghe của bà bự nè. Trời ơi, nó mục cái vô nước rồi. Người con cháu nó mua nó cho có nước rồi, có vô nước rồi 9-10 năm nay rồi. À 9-10 năm rồi. Nó mục vô nước rồi hả? Ừ nó dưới lượng á. Vì xi măng với nó bể. À, trong cái hành trình của mình lại gặp một cái hoàn cảnh mà vô cùng đáng thương như hoàn cảnh của bà đây. Có thể quay để cho cô bác quý anh chị thấy Phong đang ngồi thổm ở giữa dùng sông nước. Chẳng an toàn tí nào. Đứng lên luôn. À, cái này thì nó an toàn không bên đây nè, bà thường đi bằng cái chiếc này nè. À, đối với Phong là một cái thanh niên khỏe mạnh nhưng mà bơi thì chỉ để chơi thôi. Còn bà thì gân cốt đã yếu rồi. Năm nay 60 mấy tuổi rồi, đối với cái bè mà nó lật xuống đối với bà ở giữa vùng sâu thôi là rất nguy hiểm đến tính mạng chứ không phải là một chuyện đơn giản đâu nha Phong nha. Em có đo thử cái mặt nước nó cao sâu bao nhiêu không Phong? Cái dầm này luôn, gấp đôi dầm này luôn. À. Ở đây là sâu 2.5 mét. Ôi. Đây là còn chưa tới đấy. Chú ơi, nếu như mà một cái người lớn tuổi như bà vậy thì cái việc mà lội nó được khoảng biết lội khoảng bao xa ha chú ha? Lội chừng 10 mét trở lại. Bà ha. À, đây là cái chiếc bè của bà cụ 63 tuổi đó cô bác quý anh chị. Và hiện nay thì trong đây có một cái người con của bà đang ở trong đó chơi game. Và bà thì không cho mình tiếp xúc với con của bà, lý do là vì độ an toàn. Bà chia sẻ rằng là con của bà bị bệnh nên thành nữ ra là việc mà nói anh bị bệnh á thì anh sẽ phản ứng ngay và có thể là không an toàn cho tụi mình, nên tụi mình sẽ không lên và ở đây đợi bà. Thì bà đang vô nhà và phía kế bên đây là đó chính là hình ảnh chiếc bè của ông, chiếc ghe của ông, và ông phải ở bên đây để tránh người con bà để quấy rối sau khi mà ông lao động về. Của ông, ông về ông nghỉ ngơi, ông ở bển không có ở chung được. Đây giờ nó đương chơi kìa, kêu ông mở cửa nó đương chơi giờ, để nước đá vô xúc sóc não nó chơi không được, nó chửi nó giờ nữa nè, nó mới chửi nó kìa. Đang chửi bà hả? Ừ, đang chửi nè. Lúc nãy chắc có lẽ là mình đang quay tụi này ở ngoài này thì chắc là bị đâm mày chửi. Thôi bà, bây giờ mình qua ghe của ông nha. Ông với bà là một hay sao bà? Dạ một, ổng với tôi đó là vợ chồng kẹo cột đó. Là vợ chồng. Dạ nhưng mà ổng đi bán sao? Đi bán rồi, ổng đi rồi. Ổng đi rồi sao có ai bệnh? Không có ai chơi, mấy anh con lại chú. Mấy anh con lại chơi. Qua thăm anh chơi. Qua đây chơi thôi. Hôm qua nó qua nhà anh chơi được không? Chết. Anh có khi nào anh lên hành hung mình không? Anh Phong sợ quá. Sao đâu? Tôi qua đây đi.
chưa. Mình sợ quá cô bác của anh chị, sợ anh. Anh ơi. Bánh. Sợ anh lên. Anh lên. Không mình. Thôi được rồi. Thôi anh đang chơi game thôi giờ. Anh ơi. Không chịu ra rồi. Có cái gọi đó. Ra ly bánh nhanh này. Có gì đồ an toàn khi anh hình dung mình không lên đò đi. Chú ba này nói mình là, thôi con bước qua đò này đi Phong ơi, nhằm khi có nhằm khi có vũ khí á Phong. Không có vũ khí gì đâu. bắt đầu lên. Anh ơi, mình đi. Không có, bước qua đò Phong. Qua đây, ra đây lấy bánh nha này. Nó không chừng được. Rồi, không quýnh bây giờ nào. Em vô nhà anh nha. Không quýnh chạy không kìa. Mới quýnh vừa rồi đau rồi mất chết anh này. Chị bệnh mấy trăm ngàn. Anh bắt chơi game rồi. Chị bệnh mấy trăm ngàn tiền thuốc á. Đánh muốn chết luôn. anh tí đang rất là lo lắng. Mấy chị ở đây ngồi nè. Bánh đưa con bánh nè anh cho nè. Anh chơi đồ bóp ký đó chơi nè. Qua đây con này để em vào em chơi tí nha. Để em mang bánh qua cho anh nha. Em mang cho anh bánh. Ơi đi. Hay vô. Nè. Anh ăn bánh với tụi em được không? Kasanita. Aisanita. Tiếng Hàn. Aisanita. Arigato. Tiếng Anh tiếng Nhật luôn hả? Anh nhận bánh không? Nó được tiếng Nhật luôn. Arigato luôn hả? Arigato. Mở cửa lấy bánh đưa cho bánh cho nó là tao quay coi. Anh Tiến đang cố gắng tiếp cận. Giây phút này hồi hộp quá ha. Ở chân tá. Chú ba bữa sợ. Bữa này nè, bữa này nè. Dạ. Kêu ra lấy bánh đi bà đại bạc. Anh Tiến không nên tiếp cận gần quá nha anh Tiến nha. Em đứng đó được rồi. Cái gì chạy qua đó. Em đừng có lên ghế. Sao đâu coi. Bây giờ chắc có lẽ là cô bác của anh chị sẽ nghe âm. Dạ, nói chuyện nghe chơi chút đi cho anh con đi nè. Anh con thăm nè. Em đưa bánh cho anh nè. Con nói chuyện chút đi rồi đi. Trời ơi, nó học nó học nó biết tiếng Hàn. Đây đây còn nữa. Tiếng Anh đang làm gì trong nhà đấy? Em chat với lại trên mạng. À xem mạng hả? Anh chơi trò chơi gì vậy? Chơi Nhật. À chơi Nhật hả? Tiểu thuyết Nhật. Dạ. Mở cánh cửa đâu. Lên đây ngồi chơi với bọn em chơi chuyện. Mở cánh nữa đi chơi, tôi thấy mặt tôi. Không được, cái mở cánh này không được, cái đóng cứng rồi bởi vì nó hư rồi. Nó hư đặng gài lên. À anh cứ hút đi. Còn thuốc không? Còn thuốc em mua thêm thuốc cho. Còn. À gói thuốc Phong. À lấy giùm em gói thuốc á. Anh biết thuốc ba số không? Thuốc của hàng Đài Loan à? Hàng Việt Nam với Đài Loan à? Hàng không chơi hàng ngoại quốc của Mỹ. Ông chơi chơi hàng Việt Nam thôi. Đây có cái gói thuốc này là thuốc ba số này. Ở Việt Nam đó. Được đúng không? Được. Em không chơi của Mỹ, em ghét Mỹ lắm. Sao vậy? Mỹ là sau này trong tiểu thuyết nói là bị đi qua đây cái trường té vô bụi ông gãy xong. Từ có nghĩa là về sau tận thế là tân diệt hết nước Mỹ hả? Đây nè, chạy lại đây nè. Chỉ còn nước Việt Nam và châu Á mình thôi. Dạ, phải chạy té nha, chạy té nha. Nắm chợt té nha. Dạ, em năm nay cũng 30 tuổi rồi. 30 tuổi rồi. 29, Tết này 30. Có cái đèn không? Có cái đèn. 29 mà. Anh ăn cơm chưa? Mấy tháng nè, ăn tháng mấy? Chưa chưa lên mà. À, có cái điện thoại đẹp. Anh trả lời bằng tiếng Hàn Quốc à? Bốc cơm mệt. Ở Phong nhờ em qua đây dịch quá không? Anh biết hát tiếng anh biết hát tiếng Hàn không? Biết hát tiếng Đài Loan. Tăng cho em một bài được không? Nó được, em nghe được đây, em nghe được đây. Nó học rồi đó, tới lớp 8 đó rồi mới nghỉ đó. Nó nói tiếng Đài Loan đây cho em nghe thử đây. Anh này cũng biết tiếng. Ni hao, wan chan hao. Ni hao, wan chan hao. Hey yo, sayonara, anh hát được, anh tặng cho em một bài được. Sayonara là tích nghĩa là anh rất tốt. Sayonara doko shin tôi vẫn còn độc thân. Giỏi quá. Maya là nhà trời. Maya là gì anh? Maya Sakaya chỉ là trời thôi.
trời. Chỉ nhà trời thôi. À. Anh hát hát tặng em một bài được không? Hát tặng dạ. Tiếng Hàn hả? Hát tiếng Việt đi. Tiếng gì cũng được, tiếng Việt cũng được. Hát Việt đi. Dạ. À, dạ. Thứ mà Việt hát anh. Ok ok. Dạ dạ. Hát Việt đi ha. Dạ dạ. Hát Việt đi, hát Việt bản bạn em đi trên cõi non đi. Ok ok. Ok, wow, một tràng pháo tay đi. con thuộc bài ca ở đó, nó học hả, nó nghe ca bài ca nhiều lắm. Dạ dạ dạ, anh cứ hát đi em nghe này. Con thuộc anh hát, anh hát đi, anh, ca anh, đi. Anh đang hát, anh đang tìm lời bài hát. Rồi em đâu hát đâu. Anh hát, anh hát. Hát tặng em một bài đi. Anh tên gì nhỉ? Nó muốn ca thì nó ca. Dạ, anh tên Đặng. Nó thuộc Đặng. Nhiều lắm. Anh Đặng đẹp trai quá ta. Anh hát tặng em bài đi anh. Hát tặng em bài anh em mình. Ngon ha. Hút này là nó hơi găng, nó say găng á. À đúng rồi, cái răng mình nó chắc lại. Nó chắc lại đúng không? Nó vàng đúng không? Nó vàng. À nó vàng. Anh bây giờ anh thuộc bài gì anh hát, hay hai anh em mình hát chung với nhau cho vui? Hát bài Nhật đi. Nhật cũng được. Ok. Ok. Từng cơn chưa bản bây giờ anh quay vô bản bản mà bản mà bản mà cái bài gì mà anh thuộc nhất, anh thích nhất? Âm dương cái bẹt đi. Ôm đi, ôm đêm thâu, đêm thâu, đêm thâu. Anh vẫn kêu tên người yêu anh trong vô vọng. Nhìn đây vẫn những thứ xưa cũ. Nhưng em ở đâu? Ngày em ra đi xa. Anh chắc không thể nào quên trong thâm tâm này. Vì ngày đó tôi đã mất đi người tôi yêu. Cớ sao người đi mà không nói chi? Giờ tôi phải sống như thế nào khi người bên tôi không còn yêu tôi nữa? Đắng cay trong niềm đau, người ra đi về sao để anh ôm xót xa bao ngày? Trời nát sao rêu sầu đau, định ra đi thật sao để mang em về nơi chốn xa? Vậy là ta chia tay mãi thôi, âm dương chia lìa. Ồ hay quá, hay quá, hay. Ôm chàng vỗ tay. Còn bài gì nữa anh, bài của Đài Loan đi. Đài Loan đi ha. À Đài Loan đi. Đài Loan hoạt động cách mạng đi bạn, hoạt okay, động cách okay, mạng, okay. Hoạt động cách mạng, quát đi. Ok ok. Anh chim trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong chân mưa sương mai trong gió. Em đang nêu đêm hoa về giữa trong hoàn hôn không cho không phải xác hưởng, nhưng bông hoa kia mau phải tàn. Dùng tạ tay trên đôi tay em băng giá, em nghe như trong tim giàn vỡ, nỗi đau lấp nhạt nhòa một trời sương khói. Em anh như chim mai quên đường về, âm thầm nhìn em nơi đây với cánh chim hoa, cánh chim lạnh lùng từng trời bận mù xa. Em chi nơi xa xôi ấy, em quên anh như quên cánh hoa, nhưng bông hoa kia mau phải tạ. Hay á, hay đó, hay đó. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cái nàng Việt Nam đi. Ok, ok, ok. Cái nàng Việt Nam đi ha. Hấp dẫn quá. Cái nàng Việt Nam đi. Hoa cài mái tóc đi. Ok. Hoa cài mái tóc đi, nhập cái mít đi ha. Ok, cái mít đi. Một nhìn hoa em cài mái tóc, anh nghe đây tiếng vọng hòa bình. Mình về mặt nhỏ nhỏ đôi mắt lung linh, nghe tim con giữ tròn ngày xanh. Một nhìn hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Dù tình nghèo người đời khen chê, anh xin em giữ tròn tình quê. Ta yêu người, ta yêu người, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoạn, xin em đừng đến những nơi chim say ngon ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lệ thề. Dù tình nghèo người đời khen chê, anh xin em giữ trọn tình quê. Vậy anh cho em hỏi này, anh biết mấy thứ tiếng? Dạ em biết 3 thứ tiếng. Ba thứ tiếng là tiếng gì nè? Tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đài Loan, tiếng giấy học thôi. Ôi, vậy tiếng Việt nó là 4 rồi. 4 tiếng rồi, anh quá giỏi rồi. Bây giờ anh thử nói xin chào bằng tiếng Nhật đi. Xin chào tiếng Nhật, hai vô. Hai vô, hai vô. Rồi bạn ăn cơm chưa?
ba ăn cơm trưa là cha cu son omochi đợi một chút cho dàn cơm. À rồi bây giờ nếu mà omochi. Chào hỏi bằng tiếng Đài Loan. Chào hỏi tiếng Đài Loan là vò nín hào. Vò nín hào. Vò nín hào. Rồi tiếng Trung Quốc. Anh là người Đài Loan hả? Không em người Việt. Người Việt. Nhưng mà biết nghe người Việt gốc Hoa hả? Người Việt gốc Việt luôn. Em cũng người Việt gốc Việt luôn. Mà sao anh biết được tiếng này hay vậy? Em tìm anh học ở trên mạng hả? Học trên mạng. À học trên mạng mà biết được ba thứ tiếng. Anh nói được nhiều không? Cũng nói được một ít thôi. Còn tiếng Hàn anh chưa nói. Ông lại từ vựng rồi. Anh thử hello thử chào bằng tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn Quốc hả? Anh là Seo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. À Phong nghe gần không? Đúng rồi. Annyeonghaseyo. 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 Ủa hay nhờ, biết 3 thứ tiếng, 4 thứ tiếng luôn. Rồi, ăn cơm bằng tiếng Hàn mình nói sao ta? Ăn cơm bằng tiếng Hàn um chit bò cơm bát yum cho poki. Ôi. Biết nói tiếng cam không? Cam coin. Em lo chơi mấy này em quên từ vựng á là em để từ vựng thuộc từ vựng luôn á, có nghĩa là anh sử dụng điện thoại để học từ vựng á. Em biết mỗi tiếng Việt không à? Tiếng Cam mà em cũng biết bỏ tiếng Việt à, mà em biết được thêm từ I love you đó. I love you của Hàn Quốc rồi. I love you là hoạt động của Hàn Quốc rồi. À bây giờ là tối anh ngủ ở đâu? Em ngủ trước. Anh cho em vô thăm chỗ anh ngủ tí được. Dạ. À, đi anh em đi. Mình đi tham quan chơi. Để dép ở ngoài ha. Không kéo được. Đi vô. Thôi lộn nữa. Cho anh hát. Ok, bây giờ anh hát em cho anh hát luôn. Anh mê làm ca sĩ lắm hả? Anh bật đèn lên cho sáng anh. Vậy là mê làm ca sĩ lắm đúng không? Mê làm ca sĩ mà thích học tiếng. Em thích nhạc Việt rồi, em thích okay. Cam Lâm Hùng rồi. Lâm Hùng hát được luôn. Hát cho em bài Lâm Hùng ơi. Trong năm tình đầu mấy bản chi tình của đại Việt Nam lên. Việt Nam đi. Dạ. Bây giờ phải cho anh ngủ đi xong mình hát cũng được. Thôi ở đây treo Phật quá. Ở nhà có kinh Phật nhiều lắm. Cái này của anh hả? Anh treo quá hả? Anh thờ luôn ha. Địa tạng hương bà nè. Bên đây địa tạng nè. Mẹ Quan Âm nè. Đây là Phật Diệt Sư. Anh giải thích cho em chút tường này được. Đây Đức Địa Tạng Bồ Tát bên Trung Hoa. Còn Đức Quan Thế Âm Diệu Thiện này cũng bên Trung Hoa. Còn Đức Diệt Sư này cũng bên Trung Hoa. Trung Hoa Bồ Tát này bên Việt Nam mình. Di Đà cũng bên Việt Nam mình. À vậy là có hai người. Di Đà đang hỏi thăm là địa tạng thì giúp cho độ địa ngục chúng sanh, độ chúng sanh linh thăng. Còn quà quàm này độ sống nước nạn tai qua khỏi. Còn Diệu Sư này độ hết bệnh đúng không? Còn ai đây? Rồi. Còn Đức Quỳnh Giáo Tổ độ chúng ta tạng thế nè. Đúng rồi. Hai của ta. Ngày tạng thế hả? Biết luôn nè, cả đồ, Phật giáo hoàn hảo luôn nè. Độ còn Phật giáo khắc sĩ nè. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni là đấng sang trọng nhất trong ba cõi nè. Anh quay tới này nè. Thích Ca Mâu Ni ha. Là đấng sang trọng nhất. Nhớ chú không? Nhớ chú rồi. Nhớ đấng sang trọng nhất trong vũ trụ mình là chỉ Thích Ca thôi. Dạ, còn bên đây anh Di Đà là độc tôn nhất. Độc tôn nhất ha. Hay quá. Ồ anh giỏi ta. Còn đây là ai anh? Anh Đặng ơi, anh Đặng. Đây là ai anh? Đức Quỳnh Phú Sổ. Vậy là anh nhanh. Quỳnh Phú Sổ hoạt động thời đại trà Pháp, đánh Pháp giúp chúng ta nè. Ồ biết hoạt động của ông luôn á. Còn đây, đây anh. Đây Đức Đạt Ma Lịch Tổ Đại Sư. Lịch Tổ Đại Sư. Là ông làm gì? Lịch Tổ Đại Sư 9 năm diện bích. 9 năm diện bích ở động động Thiếu Thác ở bên núi Linh Sơn Trung Hoa. Anh ở Trung Quốc ha, ông ở Trung Quốc ha. Ông này bên Trung Quốc. Vậy là hàng ngày anh Tổ Đại Sư. Còn đây là Đông Nhạc Đế Quân cũng độ chúng ta. Hồi xưa mình cũng là gốc nhà Trần Nhà Nguyễn bên Trung Quốc nè. Chúng ta bên nhà Trần Nhà Nguyễn Trung Quốc nè. Rồi hàng ngày là anh Thắp Nhang luôn. Em hỏi ông Hậu Nguyễn, em Hậu Nguyễn người Việt Nam. Dạ. Vậy là anh cùng họ luôn đúng không? Cùng họ luôn. Em Hậu Nguyễn đời Việt Nam, em ghét Trung Quốc lắm.
Em cũng là người Trung Quốc mà em biết Trung Quốc lắm. À, thầy anh còn cái bức tranh vẽ này sao anh? Anh vẽ hả? Ừ. Anh vẽ luôn hả? Anh vẽ sai nè, em vẽ sai đó o lại mặt trời. Rồi anh vẽ cái gì vậy? Em vẽ sai, em vẽ Đức Quan Âm, Quan Âm đang ở dưới dòng sông tắm nè. Còn Quan Âm nè, Di Đà nè, Thế Chí nè. Còn đây là con Bình. Không muốn đi có uống rồi, em muốn. Con Bình. Thôi để cho nó. Chú Đại Bi anh đọc được không? Anh thuộc không? Được. Ừ. Nó đưa cho anh đi. Anh thuộc mà anh đặng này đồ hết mà. Vậy là anh thích giỏi quá. Anh thích làm cả nhà. Nam mô hết ra đất na dạ gia nam mô di gia bà lô kiết đế thức bát ra gia bồ đề tát đỏ bà gia ma tát đỏ bà gia ma ca lô ni ca gia anh tát bàn ra phật giải số đất na ra tỏ nam mô tát kiết là đỏ y mong ma di gia bà lô kiết đế thức phật ra lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hay di ma bình đạo sa mới tát bà ta đậu du bằng a thầy dân tát bà tát đa nam bà giờ ma phật đặt đầu tát địa tha anh bà lô hay lô ca đế di hay di Yeah, đất địa tha là dê gậy ma bồ đề tát đỏ tát bà tát bà mara ma hai di đà dựng cu lô kiếp mong đổ lô phật xà giải đế ma phật xà giải đế đà ra đệ đệ ni thất phật ra gia giải ra giải ma phật ma ra một đế lại đi hai thất na sam phật ra sa lại phật sa phật sam phật ra sa gia hulo ma ra hulo ai gậy ta ra tất đệ tô rô bồ đề giả di đế di giả cánh chị đi gậy xích ni na ba dạ ma na ta ma tất đà dạ ta bà tất đà du ngải thất bạn ra dạ ta bà na ra cánh chị ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng ngã mục khê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà giả kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà ma yết tất đà dạ ta bà na ra cánh chị bạn dạ dạ ta bà ma là thắng yết ra dạ ta bà nam mô ra na ra dạ nam mô di đà bà lô kiết đế thất bạn ra dạ ta bà thất điện đô mạnh ra quá hay luôn ta. Mày anh thích làm ca sĩ lắm luôn. Anh ơi, cái này anh em ta gửi cho mày để dành coi ăn nha, bánh nha. Thích không? Cái này thích không? Được luôn ha. Hay là ca không đi. Ca không đi, ca không đi cũng được. Dạ. Anh muốn ca không hay là ca theo? Ca không đi. Dạ. Từng chiều nhìn lá khô rơi bên anh nhớ em mùa thu gọi tên. Dòng đời lặng lẽ trôi trong cô đơn, ta hát lên cho tình yêu đến. Đã bao lần gọi tên em giữa cô đơn, bước chân về đời ơi sao quá mênh mông. Đời đã san mùa đông quá. Cuộc đời là giấc mơ mà. Cô bác quý vị, chắc có lẽ là mấy anh em mình sẽ chia tay với bà. Hoàn cảnh mà bà cụ cùng với ông nuôi một cái người con bị bệnh đó cô bác quý vị, thì chắc anh em mình sẽ quay lại sớm Việt Kiều Campuchia mà anh em mình đã có lên lịch từ trước. Xin chào cô bác quý chị và hẹn gặp lại ở những video clip sau nha.